Batista. Con xin cơm cho mẹ à? Không phải, cháu trong của bố. Cơm của mẹ đấy. Không phải. Mẹ nấu chứ? Lại trong của bố nha. Nhưng mẹ nấu mà. Anh đã nấu không cho mẹ? Thì mẹ nấu cơm mà, mẹ nấu cơm thì phải là cơm của mẹ chứ. Thế cơm của ai? Cơm của bố. Thế nãy giờ con ở nhà chơi với ai? Chơi bố. Chơi với ai? Thưa với mẹ. Thưa với mẹ mà giờ bố về lại quát mẹ thế à? Hả? À? Thế mẹ không chơi bú bú nữa nhá. Tối con ngủ với ai? Bố. Ngủ ai? Bố. Ô. Không ngủ mẹ nữa à? Không ngủ mẹ. À, con ngủ mẹ. Ngủ mẹ để làm gì? Nằm dài cho bố bố là yêu. À, chơi cơm với bố là yêu bố hả?